Ô, hôm nay ăn cơm gì ngon người ta? Cơm với giống thịt kho vậy. Chị mới đi chị múc đi đâu. Ờ đó. Đồ chay á hả? Dạ. Ồ. Đồ chay mà nhìn giống thịt kho vậy? Dạ. Cá kho thơm, chả kho thơm. Chả kho thơm hả? Dạ. Ồ. Dạ, xin chào quý vị các bạn. Chỉ còn bây giờ 6:15 rồi, chắc chúng chỉ còn khoảng ít phút nữa thôi thì chương trình Sô Diễn Cuộc Đời tập thứ 13 sẽ bắt đầu ghi hình và livestream trên kênh YouTube và fanpage của Color Man. Và anh Thanh Điền thì đang đổ bê tông. Còn ở đây là cái khu vực hôm nay này. Đây là cái phòng của Color Man Kitchen. Đây cái phòng lạnh ở dưới đất. Bình thường để phục vụ khách, bữa nay biến thành phòng make up trang điểm. Rất nhiều bạn mặc áo dài, đó chính là các học trò của cô Thu Nghiêm. Xinh quá, này đẹp quá. Boomerang. Ôi con. Áo dài quay vậy? À để cô Thu Nghiêm mặc đó hả? Dạ đây. Color Man Fashion hân hạnh đồng hành cùng chương trình Sô Diễn Cuộc Đời và rất nhiều show khác. Sắp tới là Dấu Ấn Huyền Thoại, sau Sô Diễn Cuộc Đời Dấu Ấn Huyền Thoại. Đây là em Dũng. Em trai Dũng. Giờ coi trang phục các bạn make up rồi. Sao thấy được hay vậy? Nhìn đâu? À nhìn đâu? Ui rồi. Đó cô mặc áo dài luôn đúng không? Vâng ạ, em mặc áo dài bên anh tặng đấy. À áo dài bên anh tặng đấy. Được mặc áo dài trắng, vâng, đẹp lắm. Cô mặc áo dài trắng luôn? Dạ vâng ạ. Là cô có thấy mấy cái anh lận phải không? Em mang một cái của em đi thôi, tí nữa em đánh mấy cái bài ấy. Ủa sao thấy có hai ba cái màu khác nhau nữa mà? Chả biết sao các bạn mang để cho nếu kịp thì cái sau em lại được thay cái nữa, em được mặc 3 bộ mới liền, đẹp quá. Chả biết được. Nay bao nhiêu có bao nhiêu bạn hả? 10 bạn. Diễn thì có 9-10 bạn. Thế nhưng mà để mà cả các bạn phụ họa những chương trình khác rồi 10 bạn. Bởi vì có một bạn sáo nữa. Còn để mà cả đầy đủ tất cả thì 15 bạn. Dạ. Dạ kính thưa quý vị các bạn, giờ còn khoảng 15 phút nữa, 15 tới 20 phút nữa hoặc thậm chí nửa tiếng thì chương trình mới diễn ra. Nên là Color Man đi vô hậu trường để giới thiệu cho quý bà con cô bác thấy cái không khí. Mình cũng vậy, mình thích đi coi mấy hậu trường hơn là coi show chính luôn á. Dạ. Với lại cũng một thông tin nữa cũng xin chia sẻ với các bạn là trước giờ diễn ra thì chương trình ngày hôm nay toàn bộ cái số tiền mà Mạnh Thường Quân cũng như bà con ủng hộ cho Sô Diễn Cuộc Đời, cho cái tập của cô Thu Nghiêm thì cô Thu Nghiêm sẽ đưa vào hết cho cái quỹ phát triển Tỳ Bà Việt. Đó. Dạ đây là một cái điểm mà mình rất là cảm động luôn và thật sự là rất là trân quý. Và cũng xin một lần nữa nhắc lại quý vị các bạn như vậy. Và nếu như sau khi cái show diễn ra rồi mà bà con cô bác xem video này mà vẫn muốn ủng hộ cho cái quỹ phát triển Tỳ Bà Việt thì cũng có thể liên hệ với bên Color Man, với bạn Nga Xoài Chua, số điện thoại là 0936842505 thì mình sẽ tìm cách mình chuyển các cái sự ủng hộ đóng góp của quý bà con cô bác đến với cô Thu Nghiêm và quỹ Tỳ Bà Việt. Dạ xin cảm ơn quý bà con cô bác. Cảm ơn anh. Có hồi hộp không cô? Dạ. Cũng hồi hộp chị ạ. Tại vì là như phụ huynh em nói với em là đàn gà của em là chưa có mở mắt. Chưa có gì? Chưa có mở mắt ạ. Đằng gà chưa mở mắt. Và hôm qua em có dọa bảo ngày mai không mở được thì phải tí ra cho cô, chứ mà cứ không mở mắt thế này thì tôi thà tôi luộc lên tôi làm trứng tôi ăn còn hơn, ốc không biết đến bao giờ. Các bé thấy bé nào cũng rất là xinh, rất là đấy. Tại vì là các bé được biểu diễn, được lên sân khấu thì là các bé cũng rất là đang hào hứng phấn khởi ạ. Đấy là những cái để được thực hành những gì mình đang học trong nhà trường, bởi vì thực ra là ngồi nhà mà chơi những cái bài tập thì đúng là khó nghe lắm ạ. Nó cứ tạch cái, chắc là bố mẹ ở nhà cũng không muốn cho tập nhiều, nghe cũng không cảm thấy hay. Nhưng cái lúc này là lúc để khoe với gia đình, để thấy rằng là đấy, con học đàn như thế, con đánh ở nhà chán vậy, nhưng khi cô dàn dựng cho bọn con đi diễn là nó như thế này này, thì để gia đình và ba mẹ cũng phấn khởi hơn và đồng hành cùng các con và chia sẻ với các con nhiều hơn ạ. Này có nhiều gương mặt lạ quá này. Dạ, không phải lạ đâu ạ. Chưa gặp thôi. Không phải đâu ạ, nhưng hôm qua mà là các bạn trang điểm vào đấy ạ. Trang điểm mới nhìn thấy thành người khác luôn. Vâng ạ, trang điểm vào là trông cũng đã thay đổi rồi đấy ạ. Hôm qua có một số khán giả coi nói, ủa sao Color Man không cho hai đứa con gái đi học tỳ bà. Dạ. Trời ơi. Chắc hôm nay hai cháu nó cũng ra xem. À thế ạ. Ra với mẹ, chắc là có ghi xong rồi, chắc là mẹ cho đi học luôn quá. Để tự nguyện xin đi học. Dạ. Thế thì tuyệt vời ạ. Dạ, nhập được với đàn thôi để dành lát mình lên mình phỏng vấn nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Dạ, trên sân khấu chính thức. Vâng, lúc livestream nó mới nhiều cảm xúc. Dạ. Và hôm nay cũng có thêm một cái khách mời, ca sĩ khách mời đó là bạn Hồ Trung Dũng. Đó. Chắc chắn là cũng có rất nhiều khán giả hâm mộ. Chương trình này chắc chắn là một cái màu sắc rất là khác và mình tin chắc rất thú vị nha bà con. Thì chị Thúy không biết chừng nào tới nữa. Quay tiktok. Thoải mái đi con, không có gì đâu. Trời ơi, Hoàng áo dài trắng, xinh quá. Hành lễ dựng nghe báo là sân khấu cho lớn. Chạy lên coi kiểm tra kia đó. Năm 2021 xin được phép bắt đầu và quý vị các bạn nào không có thể đến được với sân khấu tại Color Man Kitchen tối nay 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 thì quý bà con cô bác có thể ủng hộ cho cô Thu Nghiêm và các học trò của mình bằng cách là share thật mạnh và đón xem cái livestream trên hai kênh YouTube và Facebook của Color Man. Facebook thì thông thường thì quý bà con cô bác cũng hiểu rồi đó, lâu lâu nó hay bị chập chờn. Nhưng mà để đảm bảo thì quý vị và bà con coi trên Facebook, nếu mà cảm thấy tín hiệu nó không tốt thì bà con cô bác mình có thể chuyển sang trên YouTube để xem ạ. Rồi đã chín rồi, số đẹp quá, 900 rồi. Ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị các bạn, thì vừa rồi là phần trình diễn Hòn Vọng Phu 1 của 9 cô gái của chúng ta đến từ Tỳ Bà Việt. Xin quý vị các bạn cho thêm một tràng pháo tay nữa ạ. Cảm ơn các bạn nha. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, thì vừa rồi là phần trình diễn của nhóm Tỳ Bà Việt. Tuy nhiên là màn trình diễn vừa rồi chúng ta không có thấy sự xuất hiện của nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhưng mà cái tiết mục này thực sự thì có rất nhiều công sức của cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Và đây thì Color Man xin được phép giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Đó chính là cô Thu Nghiêm. Cô có thể là cô Nghiêm Thu, nhưng mà mình đã quen gọi cô với cái tên trên Facebook là cô Thu Nghiêm rồi, giờ cũng biết là đúng hay sai nữa. Dạ, xin mời cô Thu Nghiêm. Anh chào luôn rồi mới lên, đưa cô lên hả? Hay sao? Dạ, chào cô. Cho anh thêm micro nữa. Lời đầu tiên ạ, Thu Nghiêm cũng là Thu mà Nghiêm Thu cũng là Thu ạ, bởi vì là em họ Nghiêm ạ, tên Thu. Lời đầu tiên em xin gửi tới tất cả các anh chị, các quý phụ huynh và các bạn có mặt ở khán phòng hôm nay, và gửi tới lời chào tất cả những người các bạn đang xem ở trên kênh trực tuyến ạ. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị các bạn, như đã chia sẻ trong rất nhiều chương trình Sô Diễn Cuộc Đời trước đó, thì thưa quý vị các bạn, thì chương trình Sô Diễn Cuộc Đời thì ngay từ lúc mà Color Man đã có ý tưởng để phát triển cái chương trình này, phát triển cái format này, thì ngoài cái việc là mình giới thiệu đến quý vị các bạn những người yêu âm nhạc, những cái tài năng, những cao thủ ẩn danh, thì mình còn mong muốn rằng Sô Diễn Cuộc Đời là một cái sân khấu dành cho những người hết sức là đam mê và cống hiến cho cái nền âm nhạc dân tộc, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc. Chính vì vậy cho nên là trong một số cái tập của Sô Diễn Cuộc Đời, chắc quý vị các bạn cũng có thấy một vài cái nhân vật, ví dụ như là thầy Nguyễn Trường violon tre ở Buôn Mê Thuột vân. Và ngày hôm nay thì ở đây là cô Thu Nghiêm. Kính thưa quý vị các bạn, thì cô Thu Nghiêm có thể nói là một cái người mà cô đang là giảng viên ở trường Nhạc viện TP.HCM, và trong cái buổi gặp gỡ đầu tiên nó cũng rất là ngẫu nhiên thôi, cũng tại ở cái nơi này cô Thu Nghiêm đi với một số người bạn đến đây, đi với chị Thúy, chủ hiệu đàn Đức Ngân, thì tới đây thì các anh chị em có ngồi giao lưu với nhau, chơi trong một cái buổi giao lưu thôi. Thì thực sự là mình rất là bất ngờ với cái ngón đàn tỳ bà của cô. Rồi trao đổi qua lại thì mình thấy cái tình cảm của cô dành cho cái đàn tỳ bà nó quá lớn. Mặc dù là cô cũng đã có nghiên cứu rất là nhiều cái nhạc cụ dân tộc khác nhau, nhưng mà tự nhiên mình thấy cô ôm cái đàn mà cô đánh mà theo cái phong cách của đương đại, nó rất là đặc biệt. Và cũng chính cái ngày hôm đó thì mình cũng có nói cô hay là để Color Man làm cho cô một tập Sô Diễn Cuộc Đời. Bởi vì cái bộ môn tỳ bà này thực sự mà nói thì bản thân không chỉ là Color Man nữa, mà mình tin chắc rất nhiều khán giả cũng nghĩ rằng là tỳ bà là một cái đàn của Trung Quốc, chứ cũng không nghĩ là Việt Nam mình có cái đàn tỳ bà. Và chính vì vậy sau khi ngồi nói chuyện với cô, mình thấy ra có rất là nhiều cái điều thú vị, và mình ngỏ lời mời cô thì lúc đó cô cũng không có nhận, nhưng mà rồi cuối cùng thì cô cũng nhận. Chắc có lẽ là xin cô ít ý kiến để giới thiệu với khán giả là cuối cùng vì sao là cô vẫn chấp nhận cái lời mời của Color Man để đứng lên sân khấu này, để thực hiện một lần Sô Diễn Cuộc Đời, để giới thiệu cái tỳ bà Việt đến với công chúng. Thực ra thì ban đầu em không nhận, bởi vì em xem một số cái format anh bên này có gửi cho em, thì em xem em thấy hình như là để dành cho những người cần nhiều cái sự giúp đỡ của cộng đồng nhiều hơn, thì em đã từ chối. Thế nhưng anh cũng giải thích là đây là cái sân để dành cho những người có tài năng mà không có cơ hội để có sân khấu riêng cho mình. Và em cũng suy nghĩ lại, và em cũng nghĩ rằng là cái cây đàn tỳ bà, thứ nhất là nó là một cái cây đàn nó cũng rất là khó khăn, nó mới với người Việt Nam rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó không được tiếp cận với người Việt nhiều. qua những cái nhiều hình thức, và nó bị gần như là bọn em vẫn nói với nhau là cây đàn này nó bị thiệt thòi, cây đàn thiệt thòi. Và chính vì thế thì em nghĩ rằng đây là cái sân khấu để em được mang cây đàn Tỳ Bà ra để biểu diễn và tiếp cận, mang nó đến được tiếp cận với mọi người gần gũi hơn và nhiều hơn, và cũng là một cơ hội để các học trò của em với tên gọi là nhóm Tỳ Việt là được biểu diễn, các em cũng được thăng hoa, được đứng lên trên sân khấu, là cái cảm xúc nó như thế nào. Thật sự là các em cũng rất là có chút căng thẳng và áp lực. Ngày hôm qua là cô trò cũng hơi rất là áp lực, bởi vì sao trò của em còn rất là non ạ, rất non. Em mới vào Sài Gòn được 3 năm thì các trò là cũng theo em được hơn 2 năm. Và cái cây đàn thì thật sự là rất khó so với những người trong nghề đánh giá. Nó đoản âm và rất là dễ chênh phô nếu như là không bấm, không có cái tai nghe, cộng với cả cái cảm âm ở ngón tay nữa. Đâm ra là nó thật sự là nó rất khó khăn để nó hay. Nên em cũng phải nghiên cứu rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều để làm thế nào để cho mọi người tiếp nhận nó và cảm được cái tiếng nói, tiếng lòng của nó, tiếng hồn của nó. Em cũng rất là cảm ơn ekip của Color Man, cảm ơn anh rất nhiều đã đặt lời mời với em, và đây cũng là cơ hội để em được thỏa sức mình và được đem cây đàn được gần hơn với cả khán giả Việt Nam ạ. Dạ, cô. Dạ, thưa cô thì cô có thể chia sẻ là cô làm quen với cây đàn Tỳ Bà từ lúc nào, và lúc nào thì thực sự thì cô tập trung tất cả cái tình yêu đối với nhạc cụ dân tộc, tập trung vào cái đàn Tỳ Bà? Thực ra thì cái này thì em chia sẻ thật là em được học Tỳ Bà từ khi có 6 tuổi thôi. Học khoảng sau một năm cũng làm quen. 7 tuổi thì em thi vào Nhạc viện Hà Nội, và 8 tuổi em đỗ vào năm nhất em học. Khi mà em học cái đàn Tỳ Bà này thì gần như lúc đấy em bé quá, em chưa biết thích nó, em chưa biết yêu nó. Và em bởi vì học cũng rất là khó. Bây giờ tất cả mọi người thử ngồi thẳng lưng và giơ tay như thế này 5 phút thôi, xem có mỏi không ạ? Rất là mỏi. Và với một cái đứa trẻ 16 tuổi, 7 tuổi như thế thì cực vô cùng luôn. Và thật sự là em mỏi, em làm biếng, em không muốn học. Thật sự là em không muốn học. Nhưng mà rồi dần dần gia đình vẫn cứ kiên trì, nhất là bố em vẫn kiên trì đưa đón em đi học. Rồi dần dần em cảm giác như là cây đàn nó chọn mình chứ không phải mình chọn cây đàn. Không, đây là em chia sẻ thật. Em đến bây giờ em vẫn nghĩ là cây đàn chọn em, bởi vì cũng rất nhiều trong quá trình từ khi 7 tuổi đến bây giờ là em 40 năm em bên cây đàn rồi. Nhưng cũng khá nhiều lần em quay lưng về nó, em muốn rời xa nó, bởi vì là thật sự là gặp rất nhiều chông gai và khó khăn trên cái chặng đường mình đi. Nhưng mà thật sự là em vẫn có duyên với nghề, và cảm giác tổ nghiệp vẫn muốn em phải tiếp tục gắn bó với cây đàn. Em phải tiếp tục làm những cái việc mà thật sự là một chặng đường rất dài và khó khăn và chông gai. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, kính thưa quý khán giả, thực sự cái điều làm cho Color Man cảm thấy là rất là quyết tâm để thực hiện một cái tập Sô Diễn Cuộc Đời với cô Thu Nghiêm là nó có một cái lý do. Như quý vị các bạn cũng biết rồi, âm nhạc dân tộc của mình nó rất là đặc biệt, có rất nhiều loại hình nhạc cụ khác nhau. Nhưng mà thật sự mà nói thì mình có một cái cảm nhận đó rằng là trong cái thời đại ngày nay thì càng lúc thì cái nhạc cụ dân tộc nó giống như là không có các bạn mà học nhạc viện không còn chú trọng đến nó nhiều nữa. Thì cái này mình cũng nghĩ là cũng dễ hiểu thôi. Và cũng rất nhiều các anh chị lớn hoặc là những cái mạnh thường quân cũng hay nói Color Man cố gắng làm sao mà nghĩ cách này cách kia để làm sao mà tạo được một cái sức bật gì đó cho cái âm nhạc dân tộc nói riêng, và cái nhạc cụ âm nhạc dân tộc nói chung, và cái nhạc cụ dân tộc nói riêng. Thì thật ra mình cũng không có dám nghĩ gì lớn lao đâu, nhưng mà cái hôm mà mình nhìn thấy cô Thu Nghiêm biểu diễn trong cái buổi giao lưu á, thì cái cách cô đánh mình thấy nó rất là đặc biệt. Nó không phải theo cái kiểu truyền thống, không theo cái kiểu cổ truyền, Bởi vì hầu hết bây giờ các bạn trẻ mà đi học đó, thì comment nghĩ là các bạn sẽ nghĩ là nếu mà đến với nhạc cụ dân tộc là đánh tất cả những cái bài cổ truyền hay gì đó. Còn cô thì cô đưa được cái hơi thở đương đại vào trong cái đàn của cô, và cái phong cách biểu diễn nó cũng rất là hiện đại. Mình rất là thích. Và mình nghĩ rằng nếu mà mình làm một tập cho cô thì lập tức là kết hợp dân gian với đương đại chính là một cái yếu tố mà giúp cho các bạn trẻ, các thế hệ trẻ ngày nay quay trở lại với cái nhạc cụ dân tộc của quê hương mình. Và khi mà các bạn cảm thấy thích thú rồi thì lập tức chơi đương đại, hiện đại, nhưng mà và vẫn phải học truyền thống. Thì mình cũng nghĩ một cách đơn giản thôi, mình là người ngoại đạo, thành ra là chính vì vậy đó cũng là một cái lý do mà Color Man bằng mọi giá phải mời cô đến đây cho bằng được trong làm một tập Sô Diễn Cuộc Đời. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì như quý vị khán giả cũng biết rồi, cái chương trình Sô Diễn Cuộc Đời là hầu hết là có rất nhiều trường hợp là nhận được sự ủng hộ của quý bà con cô bác, những người ở tại sân khấu này cũng như là những người xem chương trình từ những nơi rất là xa, nửa vòng trái đất. Rất nhiều bà con cô bác ở nước ngoài cũng thường xuyên ủng hộ cho chương trình Sô Diễn Cuộc Đời. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái nhân vật của chúng ta có một cái điểm đặc biệt. Thì chắc là cũng xin hỏi cô Thu Nghiêm, mà cái này là mình cũng đã giới thiệu rồi. Tức là hôm nay nếu như toàn bộ cái sự ủng hộ của bà con cô bác ở tại đây, cũng như là bà con mạnh thường quân ở phương xa đối với Sô Diễn Cuộc Đời, thì cô dự tính là sẽ dùng cái số tiền đó để làm gì? Thực ra thì cái số tiền mà mọi người đóng góp ấy, đối với em ấy, với em giá trị nó rất là lớn. Trong em là giá trị lớn ở cái là không những là giá trị về vật chất mà giá trị về tinh thần. Mà em quyết định là toàn bộ cái số tiền đó em dùng để đầu tư phát triển cho cây đàn tỳ bà Việt Nam mà em vẫn đang đeo đuổi và em đang làm. Bởi vì sao em nói là cái giá trị tinh thần rất lớn, là không phải là cái số tiền đấy nó là bao nhiêu, mà là em đã cảm nhận được là mọi người phải hiểu những gì mà em đang làm. Chặng đường em đang đi rất trong gai, và gần như là vì em mới vào trong này và cái cách của em làm nó cũng không giống mọi người ở trong này ạ. Đâm ra là gần như em đang một mình, đi trên một cái con đường thật sự nó đòi hỏi mình phải kiên định, mình phải kiên trì với nó. Và em xúc động, em rất là cảm động, bởi vì cái số tiền đấy là mọi người cảm thông với em, mọi người cảm thông và mọi người muốn đồng hành cùng em, chia sẻ cái khó khăn cùng em và hiểu cái nghề nhà giáo của bọn em. Bởi vì thật ra là nếu mà để mình kiếm sống ấy, nó không phải là khó khăn với một người mà có nghề nghiệp ở xã hội bây giờ. Nhưng mà cái khó khăn đấy là nghề của bọn em không phải là đơn thuần mình chỉ là mưu sinh cuộc sống, mà gần như là cái trọng trách của mình là đang nuôi dưỡng cái văn hóa truyền thống. Và cụ thể đấy là mình làm cái nghề chèo đò qua sông. Các em, các nghệ sĩ sau này để mà nổi tiếng hay có giải vàng, hay là những người rất nổi tiếng trên đất nước Việt Nam hay là thế giới, hay được rất nhiều người biết đến, thì các bạn cũng phải qua nhà trường để học hành. Và các bạn không thể tự nhiên mà các bạn thành tài được, các bạn cũng phải kiên trì tập luyện, học hành, cũng khổ ải, cũng trải qua. Thì ai là những người dẫn dắt các bạn được để có những cái thành công? Đấy là những người làm nghề như em. Bởi vì em, tại sao em nhiều tâm tư em nói lên, không phải là em nói cho cá nhân em, mà em nói cho tất cả những người đang làm nghề như em. Thật sự là khó khăn, bởi vì cái thời đại 4.0 này, ai cũng muốn làm kinh tế, mình phải kiếm được nhiều tiền, cuộc sống mình nó phải no đủ. Em cũng muốn chứ. Rồi sẽ có người sẽ có cái câu hỏi là tại sao biết khó mà lao vào, sao những cái chỗ đường quang mình không đi? Thì em lại nhớ đến lời một bài hát là Một Đời Người Một Rừng Cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Và em cảm nhận đây là cái trọng trách. Tại sao những người làm nghề nhà giáo của em vẫn kiên định, vẫn kiên trì theo cái con đường nó rất là khó khăn như thế? Và em nhớ mãi một câu nói của thầy Nguyễn Văn Đời. Thầy là thế hệ đầu tiên của Nhạc Viện TP.HCM đang dạy ở khoa em, năm nay thầy ngoài 80. Và thầy có nói là cái nghề của ta không giàu, nhưng chúng ta cũng không chết. Và chúng ta tin rằng làm con người ai cũng có cái chân thiện mỹ ở bên trong. Và chúng ta phải cần có âm nhạc ở trong người thì con người ta sẽ thiện hơn, sẽ biết nhìn tương lai, nó có tương lai và nó làm cho mình nhìn thấy một cái tương lai rực sáng hơn, và mình sẽ lạc quan hơn với cuộc sống. Cho nên là nghề của chúng ta rất gian khổ, nhưng thầy tin rằng tất cả các em sẽ kiên định với con đường mình đã chọn và con đường mình tiếp tục đi. Thì đó là những cái lời thầy nói, và em ngẫm em cảm thấy rất đúng như những gì mình đang trải qua, mình đang đi. Đúng khó khăn, nhiều lúc muốn quay lưng, nhiều lúc muốn làm kinh tế lắm, bạn bè giúp đỡ cũng bảo là tại sao không làm cái này làm cái kia đi, thế nhưng tại sao đến bây giờ em vẫn bên cây đàn. Bởi vì em nghĩ mãi rồi, nếu như mình cứ khó mình buông thì ai là những người làm những việc như bọn em ạ. Chính vì thế là nhiều khi em bảo thôi đấy là duyên. Rất là xúc động đúng không quý vị các bạn? Và nếu như quý vị các bạn cảm thấy những cái điều chia sẻ của cô Thu Nghiêm thực sự nó đáng trân trọng thì Color Man cũng rất là mong quý bà con cô bác đang xem chương trình tại đây, cũng như là những người đang xem chương trình qua livestream của Color Man trên YouTube và trên Facebook, thì chúng ta ủng hộ mạnh mẽ cho cô Thu Nghiêm để cô thực hiện cái giấc mơ, đó là phát triển cái quỹ Tỳ Bà Việt. Tiếp theo đây thì Color Man xin mời quý vị và các bạn chúng ta về với xứ Huế một mơ qua tiết mục hòa tấu của nàng thơ xứ Huế với Tỳ Bà của cô Thu Nghiêm và sáo trúc của bạn Dương Khả Vi là học trò của cô Thu Nghiêm. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Chương trình Sô Diễn Cuộc Đời đã mang tới cho em được một cảm xúc rất thăng hoa trên sân khấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn cô ạ. Chúc cô có một buổi tối và có một sô diễn thật là hạnh phúc cũng như là nhiều điều tuyệt vời ạ. Kính thưa quý vị, trước khi hát thì cho Dũng chia sẻ chút xíu thôi. Thực sự nãy giờ ngồi xem thì Dũng cảm thấy là rất là cảm động và rất là chia sẻ đồng cảm với lại chị Thu. Em gọi chị bằng chị nhé. Thưa quý vị, không biết mọi người nghĩ sao đối với Dũng á, thì chị Thu đang thực hiện một cái sứ mệnh rất là to lớn. Dũng cảm động bởi vì là có rất nhiều người xung quanh chúng ta rất là im lặng, họ rất là thầm lặng và họ làm những cái sứ mệnh mà lẽ ra rất nhiều người phải cùng làm, nhưng mà họ vẫn âm thầm mình cùng với lại những người thấu hiểu họ nhất. Và khi mà chị nói rằng là âm nhạc đến với chị, cái đàn tỳ bà đến với chị như là số ông trời đưa xuống, thì Dũng thực sự tin là như vậy. Bởi vì đó là sứ mệnh của chị, và để làm những công việc to lớn thì chắc chắn là cuộc sống không bao giờ dễ dàng hết. Nhưng Dũng đọc trong cuốn sách có một điều Dũng thấy rất là tâm đắc, đó là ông trời không bao giờ giao trách nhiệm to lớn cho những người không có khả năng làm nó. Và chị đã làm chị là người được chọn để làm sứ mệnh này, bởi vì chị có tài năng, chị có cái sự dũng cảm của mình, và trên hết chị có cái tình yêu đối với âm nhạc dân tộc và với cái em Tỳ Bà. Thì nếu cho Dũng chọn một điều để cầu chúc cho chị thì Dũng rất mong là chị sẽ luôn luôn giữ được, dù có những khó khăn vẫn còn rất nhiều phía trước, thì chị luôn luôn giữ được tình yêu đó, bởi vì chính tình yêu đó nó sẽ nhân rộng lên thành tình yêu của rất nhiều bạn học trò của chị, để mà một lúc nào đó chúng ta không phải hối tiếc, bởi vì âm nhạc dân tộc chúng ta bị mất đi, cái đàn Tỳ Bà bị mất đi. Và hôm nay cảm ơn chị, cảm ơn chương trình đã cho phép Dũng được cùng tham gia trong một ca khúc. Mời mọi người hãy cùng lắng nghe một cái sự kết hợp lời đầu tiên của chị và Dũng, bài hát Yêu Dấu Ơi của chị. Xin được cảm ơn cô Thu Nghiêm và nhóm Tỳ Bà Việt. Dạ thưa cô, thì không biết là từ lúc nào thì nhóm Tỳ Bà Việt được thành lập, đến nay là thời gian được bao nhiêu lâu rồi không? Tỳ Bà Việt là thật sự là rất là mới. Em mới thành lập năm ngoái trước Tết, mới có cái tên bởi vì là em tổ chức một cái diễn ngoại khóa cho bé gọi là Cung Tì Đón Xuân, để tổ chức đón Tết cho các bé. Thì đấy cũng là một cái nơi để các bé được thực hành diễn, bởi vì ở trong trường thì cũng có nhưng mà rất là ít, không có nhiều, và trong trường thì lại phải biểu diễn những cái bài chính khóa. Thì em đã cho các bé ra để có một cái sân chơi, thứ nhất là đón xuân, đón Tết, để phụ huynh cũng cảm nhận được là đấy, con mình học như thế và cái sản phẩm con mình học và được cô như thế nào, dìu dắt như thế nào. Cái này rất là quan trọng, bởi thường thì học cái nghề này rất ít, là không phải gia đình nào cũng để ý đến đâu, bởi vì có một số bạn là cũng cãi gia đình là tự đi học theo cái sở thích của mình, gia đình không ủng hộ. Hoặc là về nhà thì mới học đàn mà thì đánh nó cũng chả nghe ra cái bài gì cả tập khó nghe lắm, thì đúng là ở nhà nhiều khi còn bảo tôi đừng đánh nữa, đau rất là đầu. Nên ra là ở nhà cũng không thể cảm nhận, bởi vì khi ở nhà thì các bé lại phải học những cái bài chính khóa ở trường, đúng những cái bài cơ bản chuẩn về các kỹ thuật, cho nên là các bé rất ít để chơi những cái bài nó mang tính thị trường dễ nghe, thì phụ huynh lại càng khó nghe hơn, và đánh thì nó cũng chưa đâu vào đâu cả, lại càng khó nghe nữa. Cho nên là em nghĩ rằng là cái buổi đó để là ba mẹ các bé được đến để xem con mình học như thế, và đây là cái thành quả của con đã học, là đây là những cái bài các con biểu diễn cụ thể là như thế. Và thật sự là em rất là bất ngờ khi phụ huynh đến xem thì họ rất là hào hứng, họ hào hứng vô cùng, và họ vui lắm, bởi vì thấy là ở nhà chẳng bao giờ tôi thấy nó đánh như thế, mà hôm nay thấy lên sân khấu nó cười tươi này, rạng rỡ, rồi là nhìn vui vẻ, biểu diễn nhìn con khác hẳn lúc ở nhà. Đấy, thì lúc đấy em bắt đầu mới lấy cái tên cho các con. Dạ thưa quý bà con, ở đây có ai là phụ huynh của các bạn trong đây không ạ? Mẹ về thì mình cho chú hỏi con, tức là con Ngân bắt đầu làm quen với Tỳ Bà được bao nhiêu lâu rồi? 3 năm. 3 năm nhưng mà mới gia nhập nhóm được 1 năm. Thực ra thì em phải chia sẻ một chút thế này. Thực ra các bé theo em được năm nay là năm thứ 3, nhưng hầu như là cái kỳ 1 là các bé làm quen. Và cái cây đàn nó khó, nó mỏi, nó đau, nó nhức, nhưng các bé gần như cái kỳ 1 chưa định hình được. Và gần như là cô trò làm quen nhau và phải gò cho để gọi là có bài để thi và đúng học phần, học đúng thôi chứ các bé chưa thích. Thì bạn này điển hình là bạn bỏ chân. Em tưởng là không học được, bởi vì là cực vô cùng, hết cả một kỳ không cầm được móng, tay yếu, động vào đâu cô con đau lắm, xong cứ kêu đau suốt, không tập đàn, không làm được cái gì cả. Thì đến lúc em phải ngồi em nói chuyện là con ơi, có khi tình hình là cô thấy con không phù hợp với cây đàn, thì có khi phải suy nghĩ lại, con sẽ phải cố gắng, cô cho con 2 tháng, cả cô cả con cùng cố gắng, để 2 tháng đấy là mình sẽ cố gắng hết sức xem mình có thật sự mình phù hợp với nó hay không. Còn nếu không cô sẽ phải nói chuyện với mẹ cho con chuyển một cái loại nhạc cụ khác, chứ không thế này mất thời gian của con, rất là lãng phí. 4 năm con đã phải tốt nghiệp rồi, quay đi quay lại hết 1 năm. Và bé khóc, thật sự là bé khóc và bé tủi thân. Thì em bảo là cả cô cả trò cùng khóc, bảo là không phải là cô không yêu con, mà đây là vì cô thấy con, cô nghĩ cho con, cô thấy nó không phù hợp với con, học cả một kỳ rồi con cầm móng không được thế này thì phải tính cho con học cái khác, không phải là không cho học nữa. Thế nhưng mà sau thì bé cố gắng và ra Tết thì cũng là có cái kết quả là bé cũng bắt đầu là bắt nhịp kịp, nhưng rồi lại rất là số rất là đen, là ngã, và cái ngón tay út của bé bị ngã và bị tổn thương. Bé phải nghỉ mất mấy tháng, phải thi sau các bạn. Khi bắt đầu thi rồi bắt đầu vào buồng thì lại dính vào Covid. Và gần như là các bé gọi là theo em được 3 năm nhưng mà học không được là mấy đâu ạ. Ví dụ điển hình như 2 bạn ngoài cùng là Yến Nhi và Như Quỳnh, 2 bạn phải nói là cừ nhất lớp ạ, dũng sĩ của lớp đấy ạ. Bởi vì bạn mới học được một kỳ, kỳ này kỳ 2, mà mỗi tuần chỉ được có 1 buổi. Vậy thì là bây giờ cùng lắm được hơn 20 buổi là cùng. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu vì bên mình thay đổi kế hoạch, đúng không anh? Là khi mời em thì nói là đầu tháng 5, nhưng mà thay đổi kế hoạch thì báo trước em đúng 10 ngày. Và em vội vàng gọi các con đến là để họp rồi là đấy, bây giờ có chương trình như thế, các con có quyết tâm không thì cô trò mình cùng cố gắng. Thì các con bảo quyết tâm, thế là vỡ bài cho 2 bạn kia xong. Cách đây khoảng 6 ngày thì một bạn gần như là cứng nhất của nhóm bị tai nạn, ngã, chật khớp vai, lại không tham gia được nữa. 2 bạn kia tập được 1 buổi sang bài 3, lại nhất sang bài 2 để thay cho bạn ngã, mà 2 bạn vẫn làm được. Đó, đấy là em vì sao em nói là bạn rất cừ, là dũng sĩ của lớp. Đấy, và thật sự là trò của em xung quanh bạn nào cũng có vấn đề của bạn đó. Thì như bên đây tụi con xúc động như vậy hả? Dạ, tại vì con là lứa đầu học trò của tôi, con chứng kiến các cái quá trình mà con phải liên quan với đoạn thì con tưởng từ giây phút khác luôn. Mỗi lần mà tuyển rồi con cũng nản, cũng tập được cái đồ để huy đó, nó chán lắm. Cuộc khởi động tiên của con biết rồi, không phải nhắn tin về đi học của con, nhiều khi không dám trả lời cô luôn á. Con cảm thấy rất là tự hào thì được là mới là học sinh của con. Đúng rồi ạ. Bạn này thì lại có một vấn đề khác là bắt đầu đỗ vào học thì mẹ tâm sự với cô là cô ơi, năm nay cháu thi lớp 12, nếu mà không đỗ lớp 12 thì không làm được cái gì. Thôi cô cố gắng dạy con thế nào để cho con đủ điều kiện con thi thôi, còn để cho con tập trung thi lớp 12. Và cô trò lại cứ phải dạy nhau vào những cái giờ không phải là cái giờ trên lớp, và phải thu xếp để dạy cho bé. Và đến khi thi lớp 12 thì thi đại học tới 1, đỗ 3 trường luôn. Đỗ 3 trường luôn, mẹ lại cô con đỗ 3 trường bây giờ cô hai chúng mình phải chọn cho con một cái trường gì quyết định đi. Cô không dám đưa ra quyết định. Bởi vì nhỡ đâu mai sao con đường này nó trông gai quá, bản thân cô đã đi trên con đường này cô hiểu. Thì lúc đấy tự nhiên cô cảm thấy rất là khó, khó để mà nói với gia đình. Nên là cô cũng chỉ nói là con theo cái này con được cái gì, con theo cái kia con được cái gì, chứ cô cũng không dám bảo là nên làm theo cái gì cả. Và bé mất một kỳ để nhập học. Nhập học và loay hoay mất luôn thêm kỳ đấy là không học nữa. Xong cuối cùng con đến lớp bảo cô thì con quyết định rồi. Con bảo Lưu bên kia cái đàn con sợ bỏ lâu tay nó cứng rồi con không làm lại được nữa. Thế còn thi đại học thì thôi con thi sau cũng được. Em thì em tiếc lắm bởi vì thi đại học đâu có dễ. Em bảo con ơi con thi đại học khó lắm ấy mà con đỗ trường luật này, rồi kinh tế từ trường y nữa, toàn những trường khó đầu bảng mà con thi cái một con đỗ, cô thật sự là ngưỡng mộ con. Mà tại sao con bỏ như thế thì cô tiếc cực kỳ luôn, thì cố gắng phải nhưng mà thôi con thi sau. Thế là bạn quả quyết như thế thì em lại càng không phục bạn hơn và thấy cảm thấy học trò mình là xác định là mình theo cái học cái này bởi vì tay mình nó đang theo cái thuận rồi mà mình bỏ thì nó phí quá. Và mình sẽ thi đại học sau, khi mà mình học xong cái này. Tức là trò em bạn nào cũng có vấn đề học nó không được trọn vẹn. Giờ tôi hỏi con là về con yêu Tỳ Bà tới lúc nào, con sẽ gắn bó Tỳ Bà tới lúc nào? Con nghĩ là con không có bỏ cô không được. Dạ, cảm ơn phần trình diễn rất là ngẫu hứng của Ngọc Thanh Bình Định. Bài này cũng chưa rap bao giờ luôn nha các bạn. More than I can say. Oh, oh, yeah. Dạ, chơi ngẫu hứng hay quá cho nên là có hai mạnh thường quân của chương trình Sô Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay, đó là ông bà Trương Cơ, Nguyễn Thị Năm. Dạ, gửi cho anh Thanh Điền 2 triệu, gửi cho Ngọc Thịnh 2 triệu, rồi chú Nguyễn Hoàng Sanh gửi cho mỗi người 1 triệu là tổng cộng 3 triệu. Kính thưa quý vị các bạn, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình biểu diễn của Sô Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay. Và trước khi nói lời tạm biệt với tất cả quý khán giả đang có mặt tại sân khấu Sô Diễn Cuộc Đời hôm nay tại Color Man Kitchen 40 Trần Trọng Cung, quận 7, cũng như là nói lời tạm biệt với quý khán giả đang xem livestream trên kênh YouTube và Facebook của Color Man. Thì mình xin được công bố cái số tiền mà quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, ở tại sân khấu này thì dạ, quý bà con cô bác ủng hộ tại sân khấu này là số, và tổng kết số tiền của quý bà con cô bác mạnh thường quân ở từ những nơi rất là xa thêm xem chương trình qua màn ảnh nhỏ, qua livestream của Color Man, tổng số tiền là 32.575.000. Và ngoài ra thì còn có một cái phần cát xe của chương trình nữa, 5 triệu nữa. Như vậy là tổng số tiền trong chương trình ngày hôm nay ủng hộ cho cô Thu Nghiêm là chị Thúy. Dạ, thì con số này thật sự nó cũng không phải là quá lớn lao, nhưng mà hy vọng cũng đóng góp một cái phần nào đó cho cái khát vọng để mà phát triển quỹ phát triển Tỳ Bà Việt của cô Thu Nghiêm. Xin được cảm ơn Đông Trùng Hạ Thảo Hector ủng hộ 3 triệu, chú Nguyễn Hoàng Sanh 2 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, chú BH 8 triệu, anh Lê Quang Vinh 1 triệu, cô Hương Hàng 50 đô, chị Cá Thi Lâm 100 đô, cô Dung quận 5 1 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, chị Cẩm Trang 200.000, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu và anh Quang Nguyễn 1 triệu. Đó là số tiền của mạnh thường quân gửi về cho chương trình từ những nơi ở xa chứ không tại sân khấu này. Xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Sô Diễn Cuộc Đời. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức Sô Diễn Cuộc Đời cùng với cô Thu Nghiêm gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý khán giả yêu thương ủng hộ. Dạ, chắc cô Thu Nghiêm cũng muốn nói vài lời. Thật sự là em cũng không biết nói gì vào cái giây phút này ạ. Bởi vì thật sự là em rất là xúc động. Và chưa giờ em nghĩ rằng chưa giờ dám ước mơ ấy, là mình sẽ thực hiện được một cái live show cho riêng bản thân mình. Và thật sự em rất là cảm ơn anh Color Man cảm ơn toàn bộ ekip đã hỗ trợ em trong nhiều ngày qua, và để em có một cái sân chơi, em có cơ hội để cất lên tiếng nói của lòng mình, và em trải lòng với tất cả mọi người, và mọi người đã hiểu trong cái tấm lòng của em và cái trăn trở của em. Và ngay từ đầu như em nói là thật sự là cái số tiền mọi người quyên góp đối với em nó rất là quý và rất là giá trị, rất là lớn từ về mặt giá trị, về kinh tế cũng như là về tinh thần. Tinh thần là đã có rất nhiều người nghe hiểu lòng em và đã cũng chung tay để chia sẻ với em trong cái lúc khó khăn này. Và một lần nữa em xin gửi tới tất cả các quý vị có mặt tại Kitchen Color Man hôm nay, sân khấu ngày hôm nay, và gửi tới tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân và các quý khán giả ở xa xem trên kênh YouTube cũng như là trên Facebook online. Một lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của em ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình Sô Diễn Cuộc Đời hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Một nửa thì Color Man cùng với ekip sản xuất xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý khán giả đang có mặt tại sân khấu này, cũng như quý khán giả đang xem chương trình qua livestream trực tiếp trên kênh YouTube và Facebook của Color Man. Và kính thưa quý vị các bạn, chương trình Sô Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền Hình TP.HCM phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Color Man Foodmark và Color Man Fashion. Chương trình Sô Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20h25 tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Color Man xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập cuối cùng khép lại mùa 1 của Sô Diễn Cuộc Đời vào tuần tới. Xin chào tạm biệt. Rồi mời ekip lên chụp tấm hình lưu niệm.